Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đại lý Phụ Kiện. Hôm nay một sản phẩm nguồn adapter Đại lý Phụ Kiện muốn gửi đến các bạn, đó chính là sản phẩm adapter Tech có modem STD24066, điện áp đầu ra 24V 6.6A, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm 1 đổi 1, với chân cắm khá đặc chủng. Sản phẩm có hỗ trợ đèn báo nguồn cũng như dây cáp nguồn rất là to. Sản phẩm adapter sử dụng điện 100-240V, tần số 47-63Hz và chịu dòng là 2,2A max. Thông số đủ đảm bảo các bạn có thể cắm ở bất cứ nguồn điện nào trên thế giới. Chân cắm được nhà cung cấp miêu tả rất chi tiết. Để an toàn cho các thiết bị ít hư hỏng và các nguy cơ giảm thiểu cháy nổ, các bạn nên sử dụng các loại nguồn sạc tại Đại lý Phụ Kiện số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Đặt hàng qua website www.dailiphukien.com.vn, ở đó sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn, hoặc gọi chúng tôi số hotline 0944 730 444 để được hỗ trợ và tư vấn thêm về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.